Kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Trước mắt quý vị đây là một bảng hiệu của Trung tâm Bảo trợ Xã hội cơ sở 2 đặt tại xã An Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Đây là đường tỉnh lộ 44A. Xé tay trái đây là quý vị có thể đi về thị trấn Long Hải rồi Phước Tỉnh, có thể đi về thành phố Vũng Tàu, đi về hướng này thì nó gần. Còn đi về hướng tay phải đây là đi về thành phố Bà Rịa. Còn phía đằng trước đây là phía đồng muối của xã An Ngãi. Từ đây mà đi về đến Long Hải khoảng 3 cây số quý vị nhé, gần 3 cây. Thì chỗ này người ta gọi là khu ngã ba chợ Bến ngay gần đây này. Đấy, còn bên cạnh đây là cụm công nghiệp An Ngãi, nơi đặt trụ sở chính của công ty Trang Chun Vina. Đây. Đây quý vị nhìn thấy ạ. Đó. Thì đây là công ty Trang Chun Vina, cụm công nghiệp. Ý muốn nói rằng ở đây là nơi tập trung là khu công nghiệp này. Ở đây thì còn có cả cụm xử lý khí Nam Côn Sơn các thứ ở đây. Trong kia là Trung tâm Bảo trợ Xã hội. Phía trong kia giáp núi thì bây giờ tôi có một cái lô đất đang chào bán. Tôi muốn làm cái video trước ở đây để hình dung cho quý vị thấy là cái vị trí này nó như thế nào ở đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào bên trong nhé. Rồi, đây, chúng ta đã đến được cái vị trí đất rồi. Này người ta phân lô ra này. Đấy, nương tựa núi này quý vị này. Đó. Thì cái lô đất ở đây tôi muốn giới thiệu với quý vị có diện tích là 505m2, có chiều ngang là 16m. Đấy. Chiều ngang 16m. Đây, ví dụ đây. Từ đây cho đến chỗ này 16m. Không biết cái cọc nó đâu ta. Thì tổng diện tích là 505m2, chiều ngang 16m, trong đó có 200m đất ở. Và giá đang chào bán bây giờ là 2,7 tỷ quý vị nhé. 2,7 tỷ. Đây, hình dáng của nó đất này đây. Đấy, hơi mở tí nữa tôi sẽ lấy lại cho nó. Đó. Đấy, đất mình đây. Lưng tựa núi quý vị nhá. Lưng tựa núi. Ngang 16m. Ngang 16m. Đây nó đã cắm mốc các thứ này. Cọc kia này là một cái này, nhưng lô này chắc ngang 10m thôi. Thì 505m2, 200 thổ cư là 2,7 tỷ. Ngoài ra ở phía dưới này tôi có một lô là ngang 6m nhân 27 thì 164m2, trong đó có 100m đất ở, bán 950 quý vị nhá. Đây đều ở khu này hết. Thì quý vị nào quan tâm một cái lô đất ở đây á thì cứ alo cho chúng tôi. Đây lô này đây quý vị này. Đấy, bắt đầu từ đây này cho đến góc kia. Đó, là ngang 16m. Rồi, khu dân cư đây. Dân cư nhà ở trước mặt này. À, chỗ này thì ngay giáp núi này. Ngay giáp núi. Đó. Này. Đường thì hai ô tô tránh nhau thoải mái quý vị ạ. Đấy, ngay cái cụm mà công nghiệp An Ngãi. Đây bên cụm công nghiệp An Ngãi là phía có cái tường này. Đây, bên phía này là Trung tâm Bảo trợ Xã hội của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cơ sở 2. Đó. Đó. Chỗ này thì núi non các thứ thì rất là đẹp. Đi về Long Hải gần, về thành phố Bà Rịa cũng gần, rồi về thành phố Vũng Tàu cũng gần. Đó. Và đặc biệt là nó gần núi này nên là rất thích hợp để nghỉ dưỡng. Nên là quý vị nào quan tâm ở đây thì cứ alo cho chúng tôi theo các số điện thoại ở bên dưới nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video sau. Đây, đường mình đi ra là ở chỗ này. Đó. Đấy, vừa nãy tôi có cái video, cái phần đầu là tôi có quay ấy. Nhưng mà phía
Bên trong này nó là mới là đường trải đá thôi, còn đường nhựa cách đây có đoạn. Đây, chăn chun đây. Đó, chăn chun villa đó. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.